Bitcoin đang bị định giá thấp thêm một biểu đồ dữ liệu on-chain mà mình có thu thập được, nhưng mà lạm phát đã bắt đầu tăng trở lại và FTX được tòa án chấp thuận là sẽ bán số on-coin để thanh lý tài sản. Có phải là những tin tức sẽ khiến cho giá của Bitcoin sẽ giảm trong thời gian tới hay không? Mời các bạn xem tiếp video này nha. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Merchant ATM. Mình là Huy. Như các bạn đã biết thì trong video trước mình đã có cung cấp thông tin về tín hiệu giao cắt tử thần ở trên khung thời gian ngày của Bitcoin, đó là sự giao cắt giữa đường màu cam và đường màu xanh nước biển. Ở đây chính là sự giao cắt của đường MA 50 ngày và đường MA 200 ngày ha các bạn. Nhưng mà đối với quan điểm của cá nhân mình á, thì mình nghĩ đây chỉ là một tín hiệu giả mà thôi, chứ không phải là một tín hiệu khiến cho giá của Bitcoin sẽ rơi về dưới 15.000 đô ha các bạn. Mà mình nghĩ rằng là giá của Bitcoin nếu như nó có giảm thì chỉ giảm sâu nhất là về vùng 20.000 đô để lắp các khoản gap ở trên CME. Ngoài ra thì mình có thu thập được một dữ liệu on-chain được tài khoản hơn 150.000 người follow ở trên Twitter có share, thì các bạn thấy được là tài khoản này có share một cái biểu đồ về dữ liệu on-chain được tổng hợp từ các chỉ số như là Relay Cap này, Liquid Supply hay là Coin Day Destroy. Các bạn thấy được là theo như cái biểu đồ này thì giá của Bitcoin chính là đường màu đỏ ở đây, nó đang nằm trong một cái dải giữa những cái vùng được coi là cái vùng giá trị hay các bạn, vùng giá trị này và vùng màu xanh nước biển có màu đậm như thế này chính là vùng mà giá của Bitcoin đã bị định giá rất là thấp luôn ha các bạn. Và vùng màu xanh nước biển mà màu nhạt chính là cái lúc mà giá của Bitcoin bị định giá thấp mà thôi. Còn vùng màu xanh lá cây chính là lúc mà giá của Bitcoin đang phù hợp với cái mức định giá thực của nó. Và khi mà giá của Bitcoin tăng lên và chạm vào vùng màu cam ở đây chính là cái lúc mà Bitcoin bị overvalue, tức là bị định giá cao. Và khi mà Bitcoin chạm đúng cái vùng màu đỏ đậm ở đây chính là cái lúc mà giá của Bitcoin bị định giá quá cao ở trên thị trường. Và đó chính là những lúc mà giá của Bitcoin có khả năng sẽ tạo đỉnh của chu kỳ các bạn. Và biểu đồ này nó đã được sử dụng và chứng minh từ giai đoạn năm 2011 cho đến nay, tức là khoảng 12-13 năm mà các bạn. Thì các bạn thấy được là trong những chu kỳ trước như là ở năm 2021, các bạn cũng đã thấy được là trong năm 2021 thì giá của Bitcoin cũng đã tăng lên và chạm vào vùng overvalue và heavy overvalue thôi các bạn. Tức là lúc đó giá của Bitcoin đã bị định giá rất là cao. Và lúc đó cũng là lúc mà giá của Bitcoin đã tạo đỉnh ở khu vực 60-65.000 đô. Còn trong giai đoạn hiện tại thì các bạn thấy được là giá của Bitcoin đang nằm tại khu vực màu xanh lá cây, màu nhạt hay các bạn. Tức là lúc này giá của Bitcoin đang bị undervalue, tức là bị định giá thấp. Và những giai đoạn mà Bitcoin rơi từ khu vực là tầm 16.000 cho đến 20.000 đô, tức là Bitcoin ở giai đoạn đó là heavy undervalue hay các bạn. Nó nằm ở trong cái khu vực mà Bitcoin bị định giá quá thấp. Và lúc đó cũng chính là lúc mà giá của Bitcoin ở trong những chu kỳ trước là đã tạo những cái vùng giá đáy của những chu kỳ tăng trưởng đó. Biểu đồ này sử dụng cũng khá đơn giản. Khi mà chúng ta nhìn vào biểu đồ và chúng ta thấy rằng là giá nằm ở khu vực màu xanh nước biển thì đó chính là những khu vực mà Bitcoin đang bị định giá thấp. Còn khi mà Bitcoin tăng lên và chạm vào vùng màu đỏ hoặc là vùng màu cam thì những lúc đó là lúc mà Bitcoin đang bị định giá cao và có khả năng cao sẽ áp lực bán nó sẽ diễn ra trong thời gian tới. Hiện tại thì giá của Bitcoin vẫn đang nằm trong khu vực màu xanh nước biển ở đây, chính là Bitcoin đang bị định giá thấp và nó khá là phù hợp với chiến lược mua trung bình giá của các nhà đầu tư dài hạn đầu tư vào Bitcoin. Còn trên biểu đồ phân tích kỹ thuật thì các bạn thấy được là trên khung thời gian ngày giá của Bitcoin đã bật tăng trở lại trong những ngày gần đây, trong 3 ngày liên tiếp thôi các bạn. Nhưng mà hiện tại thì xu hướng chính của Bitcoin trên khung thời gian ngày á, nó vẫn chưa tạo nên cấu trúc xu hướng tăng mà chỉ đang là một cấu trúc xu hướng giảm mà thôi, với cấu trúc là đáy sâu nó đang thấp hơn các đáy trước và đỉnh sâu nó cũng đang thấp hơn đỉnh trước. Chỉ khi nào mà giá của Bitcoin tăng lên và tạo nên cái đỉnh sâu cao hơn vùng đỉnh là đỉnh cũ ở đây, đó là vùng mà 28.116 đô ở đây, thì lúc đó Bitcoin mới tạo nên cấu trúc xu hướng tăng. Còn hiện tại thì cấu trúc trên khung thời gian ngày vẫn đang là cấu trúc xu hướng giảm. Và nhịp sóng tăng cho đến thời điểm mình làm video này chỉ đang là một nhịp sóng hồi của Bitcoin trong ngắn hạn mà thôi. Và khi mình zoom vào khung thời gian nhỏ hơn, đó là khung thời gian 4 giờ, thì các bạn thấy được là trong ngắn hạn Bitcoin đã tạo nên cấu trúc xu hướng tăng, cho nên là Bitcoin trong ngắn hạn có thể sẽ tiếp diễn cái xu hướng tăng này, bởi vì là giá đã tạo nên cấu trúc là đáy sâu cao hơn đáy trước và đỉnh sâu cũng cao hơn đỉnh trước. Và vùng quan trọng ở đây đó là vùng 25.900 cho đến 26.000 đô, chính là vùng mà các bạn có thể canh. Khi mà giá về đây và xuất hiện những setup đảo chiều tăng giá thì chúng ta có thể trade lướt sóng trong ngắn hạn với vị thế là mua lên thôi các bạn. Và tương tự trên khung thời gian 4 giờ của biểu đồ vốn hóa thị trường crypto thì chúng ta thấy được là giá cũng đã vừa phá đỉnh cũ gần nhất và tạo nên cấu trúc xu hướng tăng, cho nên là trong ngắn hạn vốn hóa thị trường crypto có khả năng sẽ tiếp diễn xu hướng tăng này và phá đi vùng kháng cự ở đây, đó là vùng 1.037 tỷ đô thôi các bạn. Hiện tại thì vùng 1.010 tỷ đô ở đây đang đóng vai trò là một vùng hỗ trợ quan trọng, và khi
mà giá nó về đây á, thì chúng ta sẽ quan sát những cái setup tăng giá trên biểu đồ giá của Bitcoin hoặc là Altcoin để mở những vị thế long thuận xu hướng trong ngắn hạn ha. Và ngược lại với biểu đồ vốn hóa thị trường thì biểu đồ thị phần của stablecoin USDT cũng đã tạo nên cấu trúc xu hướng giảm trên khung thời gian 4 giờ. Cho nên khi mà thị phần stablecoin này nó giảm xuống, tức là lúc đó nhà đầu tư họ đang dùng stablecoin để mua Altcoin hoặc là Bitcoin, cho nên là thị phần của stablecoin nó sẽ giảm xuống thôi các bạn. Hiện tại thì cấu trúc xu hướng giảm cũng đã khá rõ ràng như thế này, cho nên là trong ngắn hạn có khả năng cao là Bitcoin sẽ bắt đầu hồi phục trở lại. Và khi mà Bitcoin nó phá đi vùng 28.116 độ ở đây thì lúc đó Bitcoin sẽ phá đi cấu trúc xu hướng giảm và tạo nên cấu trúc xu hướng tăng ở trên khung thời gian ngày, thì lúc đó chúng ta mới thấy là đà tăng nó sẽ được bền vững hơn trong ngắn hạn. Còn đối với biểu đồ thị phần của Bitcoin thì các bạn thấy được là trên khung 4 giờ giá đang tạo nên một tín hiệu phân kỳ đỉnh giảm giá trên chỉ báo RSI và chỉ báo MACD, cho nên là khả năng thị phần Bitcoin nó sẽ bắt đầu điều chỉnh và giảm về vùng 49.55% ở đây. Thị phần của Bitcoin khi mà nó giảm thì Altcoin sẽ được lợi thôi các bạn, cho nên là trong thời gian tới nếu như chọn long mở những vị thế mua thì mình sẽ mở những vị thế long đối với Altcoin. Tối hôm qua chỉ số CPI đã được công bố nhưng mà không quá tốt, bởi vì lạm phát đã bắt đầu tăng trở lại vượt dự báo của giới chuyên gia. CPI đã tăng 0.6% so với tháng trước và 3.7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, chỉ số lạm phát lõi Core CPI không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm vẫn tiếp tục giữ đà giảm khá là tốt, chỉ còn tăng 4.3% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát tăng được các chuyên gia cho rằng là vì giá xăng dầu đã tăng 9.1% và 10.6% trong tháng qua, bởi vì là Nga và Ả Rập Saudi đã cắt giảm sản lượng đến cuối năm, làm tăng lo ngại về nguồn cung trên toàn cầu. Sau tin tức này thì khả năng Fed không tăng lãi suất trong cuộc họp ngày 21 tháng 9 đã tăng lên là 96%. Mặc dù lạm phát có tăng trở lại nhưng mà đó là do những chỉ số có biến động mạnh trong ngắn hạn như là chỉ số xăng dầu nó tăng trở lại. Còn chỉ số Core CPI là chỉ số lạm phát lõi vẫn đang trong một đà giảm thôi các bạn. Cho nên là Fed có khả năng sẽ không tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 này, mà họ sẽ còn coi những cái chỉ số sẽ được công bố vào tháng 10 và tháng 11 để đưa ra quyết định là có tiếp tục tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 11 hay là không. Dù Fed có tăng lãi suất hay không thì việc bán thanh lý các Altcoin của FTX vẫn sẽ được diễn ra, bởi vì tòa án đã chấp thuận. FTX sẽ bán ra Altcoin trị giá 100 triệu đô mỗi tuần, bao gồm các coin đang nắm giữ nhiều nhất là Solana, Bitcoin và Ethereum. Vì vậy, trong thời gian tới thì cả thị trường crypto sẽ chịu một áp lực bán mỗi tuần từ FTX, và Bitcoin cũng có thể là sẽ chịu áp lực bán từ đây. Tóm lại, trong giai đoạn này thì trong ngắn hạn Bitcoin có thể sẽ tiếp tục tăng, nhưng mà trong trung hạn thì vẫn chưa có tín hiệu nào rõ ràng ủng hộ cho Bitcoin sẽ tiếp tục tăng trong khung thời gian ngày hay các bạn. Cho nên là trong khung thời gian ngày á, sẽ phù hợp với những bạn mua đầu tư trung bình giá và đầu tư dài hạn vào Bitcoin. Fed có khả năng cao là sẽ không tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 này, cho nên đó có thể là một tin tức tốt ủng hộ cho giá của Bitcoin sẽ có biến động tăng giá trong ngắn hạn. Nếu anh chị thấy thích video thì nhớ nhấn like video để giúp video này lan tỏa được đến nhiều người biết hơn nữa. Và thông tin trong video chỉ là thông tin tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư tài chính. Video này của mình đến đây là kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong các video tiếp theo.